Tay 4 này thấy nhìn mình mới đi có một chút xíu mà hết 1/3 rồi đây nè. Đúng không? Nhanh không? À, mình review lại một cái ha. Thứ nhất là tại sao mình phải cần phải quản lý ở dạng lớp và hướng đối tượng. Thứ nhất là có một số việc chúng ta có thể kế thừa không cần làm lại thì nó hướng đối tượng. Và để quản trị được cái thông tin mà mình gọi là kế thừa đó, đó thì mình phải gom nó lại. Thì cái mà mình tổng hợp thông tin lại đó thì là một class. Mình quản lý cái gì đó chung với nhau. Ví dụ ông giảng viên, bạn sinh viên, nhân viên đều có những thông tin nhân thân là chung. Mã, tên, ngày sinh, số điện thoại, giới tính, những cái đó là ai cũng có thông tin đó cả. Như vậy thì mình gọi cái hàm nhập, mình gọi cái hàm xuất thì ai cũng giống nhau. Vậy thì mình sẽ làm một cái gì đó chung cho ba đối tượng này đều dùng cả. Thì mình dùng cái class đó, mình có thể dùng gọi là person hoặc là con người. Vì ai cũng có cái thông tin đó cả. Thì mình xây dựng cái lớp con người trước. Sau đó mình muốn xây dựng sinh viên thì mình kế thừa từ con người, cái gì mà con người đã có thì không cần thêm. Đúng không? Thì cái gì mà con người không có, tức là điểm, thì chỉ có sinh viên mới có. Thì mình thêm phần điểm thôi, tức là mình làm những cái gì thêm thôi. Còn cái gì cái class trước đó nó đã có rồi thì mình không cần phải làm lại. Không, tập hợp con thì nó sẽ chứa bên trong tập hợp mẹ. Ok, cũng có thể hiểu như vậy, nhưng mà mình sẽ hiểu rằng là ví dụ như mình có một cái xe đạp, cái xong cái mình về mình mua cái động cơ mình gắn vô, nối thêm vô, à nó vẫn là xe đạp, cái giờ nó thành xe đạp điện, đúng không? Đó, cái xong cái mình không đưa xe đạp điện mà mình đưa cái máy nổ vô, máy cắt cỏ vô, có không? Có, thành là xe đạp chạy máy nổ, thành ra là xe máy. Được chưa? Nó kế thừa từ chiếc xe đạp thì nó tạo ra chiếc xe máy. Nói chung là mình lấy cái khái niệm đó cũng được, nhưng mà mình lấy khái niệm đó coi chừng mình bị bó vô đó, mình khó hiểu thì thôi mình bỏ đi. Đó. Mình cứ nghĩ rằng là đối với kế thừa thì mình sẽ tổng hợp thông tin lại thành một cái class và mình quản trị cái class đó đi. Sau này mình sử dụng cái class đó lại để mình phát triển ra thành một cái class lớn hơn. Nó có thể tận dụng lại những cái gì mà class trước đã có. Ừ. Rồi. Như vậy trong này thì mình sẽ có hai cái khái niệm là thuộc tính và phương thức. Đó là hai cái khái niệm mà các bạn cần phải nhớ đối với lại cái hướng đối tượng của mình. Thuộc tính và phương thức. Và thầy sẽ ví dụ cho các bạn một cái cấu trúc, một cái class. Như vậy hiện nay thầy sẽ viết là viết chung trong cùng một file. Các bạn có thể viết riêng ở hai file khác nhau. Bây giờ thầy demo cho các bạn một file trước. Và chúng ta sẽ tạo một cái project mới. Project này là slide 4. Slide 4.
Rồi trong cái slide 4 này, ép poly và chúng ta tạo cái class chính trước. Chúng ta sẽ có một cái class chính, ví dụ như là slide 4. Trong cái class chính này còn thiếu gì? Min. Rồi, mình có thể xuất ra. Đây là phần hàm chính đi, để cho người ta biết. Và ở phía ngoài cái class 4 này nè, slide 4, thì mình sẽ có một cái class là hình tròn. Hình tròn. Và trong cái class hình tròn này, mình sẽ khai báo người ta xài double hay là gì? Double. Public là gì? Mình tính sau. Double bán kính. Và mình sẽ khai báo một cái phương thức là chu vi, diện tích và suất. Như vậy ở chỗ này mình có public chu vi. Như vậy quan trọng là chỗ này mình muốn gì? Mình muốn gì? Ví dụ như là thầy khai báo là chu vi. Vậy mình có cần kiểu trả về không? Hay là vô mình tính chu vi cái mình xuất chu vi ra luôn, hay là mình vô đó mình tính rồi mình lấy ngược cái giá trị ra? Mục đích của mình là muốn cái gì đó? Như vậy giả sử như là mình muốn trả về thì mình có là double tính chu vi mở ngoặc. Ở chỗ này mình có cần đưa tham số vào không? Cần không? Không cần. Bởi vì mình đang ở trong cái class hình tròn. Thì mình dùng cái bán kính là một cái thuộc tính của hình tròn. Cho nên mình không cần tham số đầu vào. Vậy đối với lại chỗ này thì chúng ta cần tính rằng là chu vi bằng đường kính nhân với bi. Đường kính nhân bi. Như vậy bi thì chúng ta dùng cái class là mat.bi cộng với đường kính. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ return đường kính là bán kính, hoặc là mình để cho nó chính xác thì this, tức là chính là cái class này chấm bán kính nhân nhân 2 là đường kính. Rồi mình mới nhân với mat chấm bi, đường kính nhân bi, đó là chu vi. Ok. Và tương tự như vậy mình sẽ có là public double tính diện tích mở đóng ngoặc. Mình cũng không cần tham số luôn tại vì mình đã có rồi. Bình phương bán kính nhân bi. Vậy bình phương mình cũng có thể sử dụng cái max để mình tính bình phương ha. À, mũ 2. Như vậy chỗ này mình sẽ return bình phương bán kính trong đó của chúng ta có this chấm bán kính phải 2 là mũ 2 nhân với max.b. Như vậy
chúng ta đã có được chu vi và diện tích. Bây giờ chúng ta sẽ có hàm xúc. Public xúc có cần trả về không? Có cần lấy giá trị trả về không? À, void tức là không cần giá trị trả về gì cả. Chỉ cần là vô xúc thôi. Nếu như bạn nói là tôi chưa có chu vi, tôi chưa có diện tích thì tôi không xúc, thì lúc đó là mình cần cái gì đó, ví dụ như xúc được hay không xúc được thì trả ra pooling chẳng hạn. Thì lúc đó mình lấy sau. Còn mặc định là xúc thôi. Thì chỗ này mình có thể để là bán kính 2 chấm, mình cộng với lại this chấm bán kính. Rồi mình có thể cộng tiếp xịt t chu vi 2 chấm cộng với this chấm chu vi chấm tính dư chữ chấm tính chu vi. Chỗ này chú ý giùm thầy, bán kính là chỉ chấm thôi, nhưng chu vi phải có mở đóng ngoặc. Thì mình phân biệt chỗ này thuộc tính, chỗ này phương thức ha. Chú ý chỗ đó giúp thầy. Rồi mình cộng tiếp, chỗ này mình sẽ cộng tiếp diện tích. Diện tích và chỗ này tích tính diện tích. Rồi mình đã có được cái dòng xuất chu vi diện tích. Bây giờ ở phía trên mình sẽ ráp vào. Thứ nhất là mình sẽ có hình tròn, là cái class mình mới định nghĩa. HT mình muốn đặt cái tên biến là gì thì tùy mình. À, bằng new hình tròn chấm phẩy, hình tròn hay là HT? À, HT mình dùng biến chấm bán kính bằng 5 chấm phẩy và HT chấm. Tại sao mình không tính chu vi mà mình xuất? À, trong hàm xuất nó đã tự gọi ở phía dưới này rồi. Đây, ở trong này nó tự tính chu vi rồi, nó tự tính diện tích ở đây rồi, thì chúng ta không cần gọi nữa. Như vậy chúng ta sẽ thử chạy cái chương trình này, nó sẽ tính ra chu vi và diện tích cho chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ có bán kính là 5, chu vi 31.4, diện tích 78.5. Sau này mình sẽ định dạng lại chỗ này ha, định dạng lại để cho nó xuất ra đúng cái số mà mình cần thôi. Nó xuất này là nhiều quá. Yeah, như vậy là mình định dạng cái phần xuất sau. Và bây giờ mình nhìn lại cái đoạn code của mình. Thứ nhất là mình sẽ có một cái class mình viết riêng ra ở bên ngoài cái class chính luôn nha. Class chính của mình là slide 4. Đến đây là kết thúc slide 4. End class slide 4. Rồi, chỗ này mình có thể bạn sẽ chỗ này end class hình tròn. Cố gắng bạn code thì bạn có thể chú thích vô như vậy. Tại vì đến một lúc nó quá nhiều, bạn không control được là cái đoạn code đó nó end ở đâu ha. Thì mình nên khi mình làm thì mình làm vậy thì nó sẽ dễ đọc code. Là mình đã có được cái demo về hình tròn.
tương tự như vậy, mình có thể sử dụng cái gì? Đoạn code của chúng ta để làm hình vuông, hình chữ nhật. Được chưa? Như vậy thì ở trong này của chúng ta sẽ có thuộc tính full name salaries, phương thức nhập xuất. Được không? Phương thức nhập xuất. Nhập, mình viết thêm set thông tin tính thuế. Thì tùy cái mà mình muốn thiết lập cái gì thì nó sẽ đưa vào. Chỗ này set là có sẵn, còn nhập là mình gọi bàn phím để mình nhập chẳng hạn. Thì tùy theo cái cách mình muốn xử lý là gì. Từ khóa this tức là gọi chính phương thức này. Ở trong đoạn code này, nếu như bạn không sử dụng từ khóa này vẫn được. Bởi vì trong cả class này chỉ có mỗi bạn này là bán kính thôi. Không có người khác, không có một biến nào khác, không có một thuộc tính nào khác là bán kính cả. Chỉ có mỗi cái này là bán kính. Thì mình gọi một mình nó cũng được. Nhưng nếu trường hợp này, đây fill, vậy thì mình ở đây mình gán fill bằng fill, nó biết lấy cái gì, nó gán cho cái gì, hiểu không? Cho nên fill này là fill nào? Là fill của class. Fill này là fill nào? Là fill của cái method này mình muốn đưa giá trị vào. Thì mình phân biệt this và không có. Lúc này nó mới quan trọng. Chứ còn cái class mà mình đang demo không có cũng đúng. Tuy nhiên khi các bạn viết thì các bạn nên control mình đang dùng cái thuộc tính của class hay mình đang dùng cái tham số đưa vào cho nó chính xác, để nó khỏi nhầm. Chứ không mình gán qua gán lại cấp mà mình không biết là mình đang gán cái gì. Đó là nó chỉ có vấn đề của chúng ta ở chỗ cái class mà các bạn cần quan tâm.